Hà Nội Fan Club chi tiền khủng hỏi mua Tuấn Anh. Nguồn tin uy tín cho rằng, câu lạc bộ Hà Nội sẵn sàng ký hợp đồng 3 năm với Tuấn Anh với mức lót tay rất lớn. Cùng với B, Bình Dương, câu lạc bộ Hà Nội cùng câu lạc bộ Công an Hà Nội đang dành sự quan tâm đặc biệt đến tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh sau khi hảo thủ người Thái Bình cân nhắc rời Hoàng Anh Gia Lai tìm bến đỗ mới hậu V-League 2023. Tuấn Anh hiện vẫn còn hợp đồng với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Bầu Đức cùng ban huấn luyện đội bóng phố núi muốn giữ tiền vệ này ở lại tiếp tục làm đội trưởng, trụ cột ở đội bóng song mọi chuyện vẫn còn chưa ngã ngũ bởi còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nguồn tin uy tín cho rằng, câu lạc bộ Hà Nội sẵn sàng ký hợp đồng 3 năm với Tuấn Anh, trả lót tay 3 tỷ đồng một mùa giải để cầu thủ này chuyển ra thủ đô thi đấu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.